Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu văn bản Cảnh ngày xuân trích trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu phần giới thiệu chung. Trong đó chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí đoạn trích. Đoạn trích nằm ở phần mở đầu của truyện Kiều, từ câu 39 đến câu số 56. Phương thức biểu đạt chính của văn bản này là miêu tả và biểu cảm. Về bố cục, chúng ta có thể chia thành 3 phần. 4 câu đầu là khung cảnh của ngày xuân, 8 câu tiếp là cảnh lễ hội trong tiết Thanh Minh, và 6 câu cuối là cảnh chị em Kiều chơi xuân trở về. Chúng ta sẽ đi vào lần lượt tìm hiểu từng phần. Thứ nhất là khung cảnh ngày xuân. Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Ở đây tác giả đã liên tục sử dụng những hình ảnh ẩn dụ hiên hóa, vừa gợi tả mùa xuân có chim én bay, vừa gợi tả thời gian trôi qua rất nhanh. Ở câu thơ con én đưa thoi rõ ràng là gợi lên sự trôi chảy rất nhanh của mùa xuân, mang lại một cảm giác nào đó hơi tiếc nuối. Mới hôm nào trời đất đã vào xuân, thế mà nay đã trôi qua rồi. Thiều quang chín chục đã ngoài 60 có nghĩa là đã qua đi 2 phần 3 thời gian, rồi đã đến tiết Thanh Minh rồi. Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Hai câu thơ sau đây cũng đều là những câu thơ tuyệt bút. Ở đó tác giả đã miêu tả cảnh cỏ non làm nền cho bức tranh, điểm xuyết một vài bông hoa lê nở trắng. Cách chọn lọc hình ảnh ở đây rõ ràng rất là chi tiết, và từ ngữ thì vô cùng bình dị nhưng lại có cách sắp xếp trật tự từ vô cùng thú vị, làm cho bức tranh mùa xuân hiện ra diễm lệ và tươi sáng, cảnh vật sống động, đầy sức sống. Có thể nói hai câu thơ này là một trong hai câu thơ hay nhất về bức tranh mùa xuân. Nó thoáng đãng, ít chi tiết rườm rà, nhìn toàn cảnh thấy màu xanh của cỏ chảy dài đến tận đường chân trời. Mùa đã là một màu gợi cho chúng ta thấy từ nét tiêu biểu của mùa xuân, gợi đến sức sống. Mà tiếp nối đó lại là bầu trời cũng xanh, trên đó lấm tấm một vài bông hoa lê trắng. Màu trắng phối với màu xanh thật nổi bật. Đã đành rằng đây là một bức tranh tả thực. Không phải là bức tranh tả thực mà chỉ là ước lệ tượng trưng thôi. Song nó lại tạo cho chúng ta ấn tượng về một mùa xuân thanh sạch và tinh khiết. Vũ Trinh, Nguyễn Lượng đã khen bức tranh mùa xuân này thật là tả xuất thanh minh, cảnh sắc như họa, nghĩa là tả rõ cảnh sắc thanh minh như vẽ. Còn Chu Mạnh Trinh thì đã bình mùa xuân ai khéo vẽ nên tranh, ngôn ngữ của hội họa là màu sắc hình khối được nét. Còn Nguyễn Du đã phát triển khai thác hình tượng câu thơ cổ để vẽ nên bức tranh mùa xuân đầy ấn tượng. Điều này làm chúng ta gợi nhớ đến rất nhiều những câu thơ khác cũng miêu tả về mùa xuân. Cỏ xanh như bến, như khói bến xuân tươi, lại có mưa xuân nước vỗ trời. Hai câu thơ được trích trong bài Bến đò xuân đầu trại của Nguyễn Trãi. Hay trong bài Mùa xuân chín, Hàn Mặc Tử cũng đã viết sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời. Quả là những khung cảnh tuyệt đẹp. Từ đây, tác giả tiếp tục đi vào miêu tả cảnh lễ hội trong tiết Thanh Minh. Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ở đây tác giả đã liên tục sử dụng những tính từ như gần xa nô nức để thể hiện tâm trạng náo nức của những người tham gia. Ngoài ra thì một loạt các danh từ yến anh, tài tử, giai nhân gợi lên sự đông vui náo nhiệt của những người tham gia. Tất cả họ đều mặc thật đẹp. Hay những động từ sắm sửa, dập dìu gợi một không gian rộn ràng và náo nhiệt. Ngoài ra thì tác giả sử dụng cả hình ảnh so sánh ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Rõ ràng là bằng tất cả những cách sử dụng từ ngữ gợi hình gợi cảm này, tác giả đã tái hiện một không khí lễ hội vui vẻ, tấp nập
đông vui nhộn nhịp, mang đậm nét truyền thống của văn hóa văn học dân tộc, của văn hóa dân tộc. Ở đây, dù không nói nhưng tác giả cũng đã cho chúng ta thấy được hình ảnh của lễ hội Thanh Minh, gồm có cả hai phần lễ và hội. Không gian lễ ở đây chính là gò đống mồ mả. Còn không khí ấy thì có thể được tái hiện thêm bằng những hình ảnh khác như là rắc, thoi vàng vó và cho tiền giấy bay. Vàng vó và tiền giấy là phương tiện của người đang sống giao tiếp với thế giới tâm linh, đến nay vẫn được lưu hành. Còn hội ở đây chính là một không khí hội hè, tươi vui như vừa rồi chúng ta đã nói. Ở đó có hình ảnh tài tử danh nhân, có tâm lý rất là phấn chấn hào hứng, cần sa nô nức, sắm sửa dập dìu của họ. Ngoài ra thì tác giả còn miêu tả cảnh chị em Kiều chơi xuân trở về. Khi lễ hội đã đi vào trong những giai đoạn tà tà bóng ngả về Tây, thì tác giả cảm thấy cả không gian và con người đều chìm trong một sự yên tư. Tà tà bóng ngả về Tây, chị em thơ thần gian tay ra về, bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bề thanh thanh. Nao nao dòng nước uốn quanh, dịp cầu nho nhỏ cuối gành bắc ngang. Chúng ta chú ý các từ lấy tà tà, thơ thần, thanh thanh, nao nao, nho nhỏ. Một loạt các từ lấy được sử dụng ở đây, đại đa số đều là những từ lấy toàn phần. Nó nhằm biểu đạt sắc thái cảnh vật và miêu tả tâm trạng. Cảnh ở đây thì dường như đang nhạt dần, người cũng đang thưa vắng dần, mọi thứ như đang nhỏ lại. Và từ đấy nó góp phần miêu tả cho chúng ta thấy không chỉ là một khung cảnh của chiều tà, mà còn là sự bâng khuâng, xao xuyến, lặng buồn về một ngày vui mà đang không còn nữa. Và đồng thời cũng như linh cảm về một điều gì đó sắp xảy ra. Như vậy là chúng ta đã vừa tìm hiểu toàn bộ đoạn trích cảnh ngày xuân. Chúng ta bước vào phần cuối cùng tổng kết. Về mặt nghệ thuật, chúng ta thấy ở trong đây tác giả đã sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh nhịp điệu, diễn tả tinh tế tâm trạng nhân vật. Thứ hai là tác giả đã miêu tả theo trình tự thời gian của cuộc du xuân của hai chị em Thúy Kiều. Rõ ràng là Nguyễn Du không chỉ quan tâm miêu tả tỉ mỉ mà còn chọn những chi tiết rất là điển hình để nói về mùa xuân, ví dụ như chim én này, cỏ, trời, sắc trắng hoa lê. Và nó gợi cho chúng ta thấy được một hình ảnh mùa xuân không chỉ tuyệt đẹp mà còn trong sáng, tinh khiết. Nghệ thuật gợi tả tinh thần của không khí lễ hội thật là đặc sắc. Trong khi không đi theo cách tả cụ thể chi tiết tỉ mỉ, Nguyễn Du lại chú ý nêu bật cảm nhận của người tham gia lễ hội như nô nức dập dìu, kể cả tâm trạng lưu luyến nuối tiếc như thơ thật nao nao. Từ đấy thì chúng ta thấy văn bản này đã miêu tả được một bức tranh mùa xuân tươi đẹp qua ngôn ngữ và bút pháp nghệ thuật giàu tính chất tạo hình của đại thi hào Nguyễn Du. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ đoạn trích cảnh ngày xuân. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng. Xin chào tất cả các em.